Xin chào các bạn, mình đang có mặt tại cầu đất của Đà Lạt và mình đang ở giữa một cái đồi chè rất là đẹp luôn. Phía xa xa kia rất là nhiều khách du lịch trên ngọn đồi kìa. Còn ở phía bên này nè, có những cái thảm xanh là chè đang thu hoạch. Còn cái này thì đang tạm thời đã thu hoạch xong. Hồi xưa mình học nông nghiệp nên mình có học cây chè đó các bạn. Cây chè thì thường hái là một bơm hai lá. Đây mình chỉ cách cho. Cái này gọi là lá nè, hai lá nè, thường đây nè, cái tơm này nó to hơn tí xíu thì hái người ta sẽ ngắt cái đọt này. Gọi là một tơm hai lá. Đó là cái tiêu chuẩn chung. Còn để làm những cái chè đặc biệt hơn thì người ta sẽ ngắt cái ít lá hơn, một tơm một lá hoặc là một tôm, nhưng mà thường là đạt năng suất mà cho hiệu quả kinh tế thì là một tôm một lá, hai tôm một tôm hai lá. Wow, cái kia xanh mướt thích ha. Thì những cây chè ở đây rất là cổ luôn các bạn à, nó được cái gốc này rất là to luôn, nó nổi hết cả nấm lên thế này nè. Nếu mà mình mà để cho nó phát triển thoải mái, mình không có ngắt lá, không có đốn đâu, không có tỉa cành thì nó sẽ rất là cao. Mình nghĩ là những cái gốc này có khả năng là trên 10 năm đó. Ở phía kia xanh mướt luôn. Wow, rất là đẹp. Đó là những cái ngọn đồi chè để người ta đã chăm bón bỏ phân để người ta thu hoạch. Còn ở phía bên này mình đang đứng ở đây thì là chưa có, hình như chắc là vừa thu hoạch xong. Rất là đẹp luôn. Wow, dưới xa xa kia có ngõ ngôi nhà kìa, ngôi nhà giữa đồi kìa, giữa đồi chè kìa, có vẻ nên thơ quá ha. Thì cầu đất với lại Bảo Lộc là những cái nơi mà trồng nhiều chè nhất của Đà Lạt đó các bạn. Đây mình sẽ hái một tôm hai lá cho các bạn. Đây, đây gọi là một tôm nè, hai lá nè. Khi hái người ta sẽ ngắt như thế này. Những công nhân trồng chè sẽ ngắt một tôm hai lá. Thấy không? Rất là đơn giản. Chè thì có rất là nhiều công đoạn để đến khi đến tay được các bạn. Thì gồm có chè xanh, chè đen và chè ô long. Đó là tên cách gọi chung để mà nói về những cái cách lên men chè khác nhau. Thì khi nào có một dịp rảnh rỗi nhiều hơn thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Thì hôm nay mình chỉ quan tâm tới cảnh đồi chè đẹp đẹp thôi ha, rất là tuyệt vời luôn. À, ở đây có trái chè nè. Đây, đây là trái chè. Và đây là bông chè màu trắng. Nửa buổi sáng đến chiều nó tàn mất rồi. Đây. Rất là đẹp. Bạt ngàn bát ngát luôn ha. Wow, ở bên kia mới rất là tuyệt kìa. Wow. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Giờ thì mình sẽ đi tới một địa điểm khác để quay vườn hồng.